cây quất bao tiền, cây quýt bao nhiêu? Dạ bà ơi, nhà con bán đào, thế cây đào này bán bao nhiêu? Dạ bà ơi, cành này là 4 triệu. Vừa hôm trước trên báo có vụ chặt đầu vì bán điêu lên gấp mấy lần. Mày nghĩ tao đần? Dạ thế thôi, con tặng cụ luôn.